Chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn một ngày mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay, các anh chị và các bạn sẽ nghe mình đàn một bản nhạc với tựa đề là Việt Nam chung tay chống dịch Covid do mình sáng tác luôn nha các bạn. Các anh chị và các bạn cùng nghe nha.